Thưa quý vị, hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vẫn đang tiếp tục ở các tỉnh, thành phố. Có nhiều phụ huynh băn khoăn hỏi về các bước sơ cứu khi các cháu bị viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 như thế nào? Các chuyên gia y tế cho biết qua những số liệu đánh giá, tỷ lệ tác dụng phụ gây viêm cơ tim của vaccine COVID-19 là cực kỳ thấp. So sánh giữa lợi ích và nguy cơ thì việc tiêm vaccine COVID-19 có lợi hơn rất nhiều. Triệu chứng lâm sàng viêm cơ tim cấp thường xuất hiện 2 đến 4 ngày sau tiêm vaccine, dù có thể gặp sớm hơn 12 giờ sau tiêm hoặc muộn hơn. Triệu chứng thường là đau ngực, cảm giác ép ngực hoặc khó chịu ở ngực, cảm giác hồi hộp đánh trống ngực, nhịp tim không đều, bỏ nhịp, nhịp nhanh hoặc nhịp tim quá chậm, ngất, khó thở, đau khi thở xuất hiện sau 1 đến 5 ngày, trung bình là 2 ngày.